Rồi, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa đã quay trở lại với kênh của em ngày hôm nay ha. Rồi, hôm nay thì vườn của ngoại ha lên hành lý xả cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi mà giống mà ghép phong tàng thông bên vườn của ngoại cho cô chú anh chị mình mua về sưu tầm lấy bo ghép hoặc là mình dưỡng là mình cho Tết năm 2025. Rất mong cô chú anh chị xem được ủng hộ cho ngoại nha. Không là mất thời gian đó ha. Em mời gặp luôn ngoại để ngoại chào giới thiệu và vô luôn nha. Rồi ngoại chào bà con nha ngoại. Cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một lít mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống mới. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ dùm rất là mang ơn nhiều, thật nhiều nha. Rồi, vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Rồi. Rồi, mã số 1M ha. Là một cây sum Sài Gòn, giống cô chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Bo khá là già luôn cô chú anh chị ha. Cây thì đang đi từ rất là sung nè, nó nhảy chèo đồ ngon lành nha. Cái này Tết nay thì nói chung là nó cũng sẽ có bông coi cho anh chị ha, đảm bảo sẽ có bông. Tàn thì nói chung là nó có thể đầy hoặc là không, hoặc là nó hơi thưa tí xíu của chú anh chị ha, tại cây này cũng còn thưa tàn. Rồi, mời cho anh xin thông số cái này ha. Cây này hoành được 20. Chiều cao là được 92. Rồi. Tán ngang là được 72. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây ngoại. Rồi cái này giao luôn như đây ngoại. Thì cô chú và quý anh chị mình cũng xem qua thấy cây này cái bộ đế đồ nó cũng đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này đúng lẽ ra là 700. Nhưng hôm nay cũng giảm giá cho cô chú và quý anh chị mình 50 đi, ủng hộ cho 650 thôi. Đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 2M ha. 2M là một cây nhị ngọc toàn. Với lại có ghép thêm siêu bông Sài Gòn. Đây cô chú anh chị tên ngọn ha. Cái chùm ngọn này là siêu bông Sài Gòn ha. Còn lại là nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Rồi đó không số cái này một con nha mày. Cây này hoành được 18. Chiều cao là được 83. Tán ngang là được 44. Rồi. Rồi cái này mình giao luôn như đây ngoại. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình xem qua mà nhờ thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 400 thôi nha. Rồi mình đổi cây ha. Ừ. Rồi tiếp theo cây mã số 3M ha, một cây nhị ngọc toàn nha cô chú anh chị. Cái này thì bị gớt cái bo trên đầu ha. Dĩa này cô chú anh chị mình muốn chơi thì mình cắt bỏ cô chú anh chị ha, cắt đây nè. Đó, cho lụng xuống luôn cô chú anh chị ha, khỏi lấy tàn thông trên này. Đó. Nè, ở dưới là nó vẫn xanh bình thường nha cô chú anh chị ha. Rồi, ở đông số một con ha. Ví dụ cô chú anh chị mình không có cắt á thì nhà vườn cắt giùm luôn cho cũng được ha cô chú anh chị ha, cắt cái đọt bỏ. Cây này hoành được 21. Rồi. Chiều cao là được 64. Tán ngang là được 45. Rồi. Cái này giao luôn nha mày. Cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cây này bộ gốc nó cũng to ha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cây như vậy. Đúng ra là cây này là 350, nhưng hôm nay thôi giảm giá ủng hộ cho 300 thôi, tại vì già mận nổi giờ đó, nhờ thương mà ủng hộ dùm là rất mừng rồi. Rồi đợi cái ha. Rồi tiếp theo cây mã số 4M của chú anh chị ha, là một cây siêu bông Sài Gòn ha. Rồi mà thông số này một con ha. Cây này hoành được 23,5. Chiều cao là được 74. Sơn Sài Gòn này giống của chú Sáu Bình Dương nha cô chú anh chị. Tán ngang là được 44. Rồi. Thì cây này cô chú và quý anh chị mình thấy đang đâm đọt rất là ngon ha. Gốc cũng to. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà theo cây này là 500, là nhờ cô chú và quý anh chị mình thương ủng hộ cho 450 thôi. Trời đã cây ha.
Rồi tiếp theo cây mã số 5M ha, và một cây giả tự xoắn cô chú anh chị. Xoắn nha, cây đi đọt bình thường nha cô chú anh chị, rất là ngon luôn á. Rồi, mà thông số này một con nha. Cái này hoành được 21. Chiều cao là được 82. Tán ngang là 34. Thì rồi cái này mình giao luôn như đây ngoài. Thì cô chú và quý anh chị mình xem qua cái cây tự sắn này rất là ngon nha cô chú và quý anh chị mình. Cái này nó dài một chút nữa là nó phủ ra đẹp dữ lắm đẹp. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 500 thôi nha, rất là dễ mua nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 6M. 6M là một cây xôm Sài Gòn giống cô chú Sáu Bình Dương ha. Cây tàn cũng khá là cô chú anh chị. Cây đang đi đầu cũng rất là ok nha. Rồi mà cho con sẽ thông số cây này ngoài. Cây này hoành 19 mấy, tính 19. Chiều cao là được 87. Tán ngang là được 69. Rồi. Thì cô chú và quý anh chị mình nhìn thấy cây này tàn cũng xum xê mà cây này lấy bo cũng rất là nhiều nhưng cô chú và quý anh chị mình bo rất là mạnh luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn cây như vậy chỉ có 500 thôi nha. Rồi đỡ cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số 7M ha. Cây xôm Sài Gòn tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi mà đông số này em con mày. Cây này hoành hơn 22, tính 22. Chiều cao là 71. Tán ngang là 61. Rồi. Thì cái cây này cái bộ đế nó cũng rất là to nhưng cô chú và quý anh chị mình cành nhánh cũng rất là nhiều. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này chỉ có 500 thôi nha. Rồi đó cây ha. Rồi cây mã số. À 8 nha cô chú anh chị, mã số 8M ha. À, một cây xôm Sài Gòn ha cô chú anh chị, này tàn khá là đều nè. Có củ luôn ha, còn ngoài đông số này một con này. Cây này hoành được 19. Nguyên cây củ quá đã luôn ha. Chiều cao là được 91. Tán ngang là được 84. Rồi, cái này vô luôn như đây. Thì cây này cái bộ đế nó và cái củ của nó nhô lên cũng rất là đẹp nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này chỉ có 600 thôi nha. Rồi, cây này cuối clip luôn ha, ngoài chậu hết con nha. Rồi. Thì cây này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý mà ngăn phát tài nha. Sau đó cũng chúc cho gia đình được tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như bà ngoại cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình những clip tiếp theo ạ.